Trở lại chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dung tuần này và cái vấn đề chính đó là cái hồ sơ liên quan đến bán đảo Triều Tiên và nhân vật Kim Jong Un. Thưa ông Ngô Nhân Dung, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson thì cách đây một khoảng độ gần một tháng ông có nói rằng những cái vụ thử nghiệm vũ khí của Bắc Hàn Hòa Tiến nó đã là một cái hành động hết sức là nghiêm trọng gây cái sự quan ngại đến tình hình tại bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà liên tục gần đây trong một tuần thôi thì ông Rex Tillerson lại bảo rằng Hoa Kỳ không muốn thay đổi chế độ của Kim Jong Un, Hoa Kỳ không muốn thúc đẩy cái việc thống nhất Nam Bắc Hàn, vân vân, và Hoa Kỳ sẵn sàng ngồi xuống để mà nói chuyện với Kim Jong Un, mở cho Kim Jong Un một con đường đối thoại với thế giới. Phải chăng là đôi bên họ đã có những cái cuộc đi đêm ngầm với nhau chăng để mà ông Rex Tillerson nói đi nói lại một cách rõ ràng như thế? Tôi sợ rằng bây giờ mình đoán là họ có đi đêm với nhau thì cái đó chỉ là đoán mò mà thôi. Nhưng mà mình có thể thấy rằng cái chính quyền Mỹ hiện nay đó, họ đưa rất nhiều cái tín hiệu cho Bắc Hàn. Và có nhiều khi cái tín hiệu nó đi ngược chiều nhau. Thí dụ như ngay gần đây chẳng hạn ông McMaster, ông tuyên bố, ông McMaster tức là cố vấn an ninh của phủ tổng thống. Ông tuyên bố rằng chính phủ Trump không có gạt bỏ cái giải pháp quân sự đối với Bắc Hàn. Ông nói rõ ràng như vậy. Và trong khi đó thì ông Tillerson ngay sau đó có mấy ngày, ông Tillerson ở Manila thì lại nói rằng chúng tôi không bao giờ chủ trương là thay đổi chế độ ở Bắc Hàn. Thế nhưng mà trong lúc đó ông Tổng thống Trump và trước đây mấy tháng đã từng nói rằng tôi sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un. Ông Tổng trong Trump một thời nói vậy. Lời nào đó. Vâng, trong trường điều kiện thích hợp tôi sẵn sàng gặp. Ông Tillerson cũng nói rằng chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với Bắc Hàn. Thành ra là chính phủ Mỹ có lẽ là họ gọi là chơi cầu bằng cả hai tay, tay này thì nói mạnh, tay kia thì nói nhẹ. Thế nhưng mà nếu mà họ có những cái chuyện có thể liên lạc với nhau đó thì quả thực là họ có rất nhiều cơ hội. Là bởi vì rằng ngay như trong cái cuộc họp ở Manila vào ngày cuối tuần vừa rồi đó, hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN đó, dạ, hội nghị gọi là hội nghị an ninh ở cái vùng Thái Bình Dương đó, thì có 27 quốc gia, trong đó có 10 nước gọi là khối Đông Nam Á, rồi có Mỹ, có Nga, có Tàu, và đặc biệt là có Bắc Hàn nữa. Bắc Hàn cũng được dự. Dạ, Bắc Hàn cũng dự. Và đây là lần đầu tiên người ta được chứng kiến Ngoại trưởng Nam Hàn và Ngoại trưởng Bắc Hàn gặp nhau và nói chuyện với nhau, tuy rằng câu chuyện có mấy phút. Có điều đặc biệt đó là ông Ngoại trưởng Mỹ thì không gặp ông Ngoại trưởng Bắc Hàn. Thành ra là cái chuyện mà họ có thể có những cái nhân viên gặp nhau và tìm cách liên lạc là cái chuyện dễ xảy ra. Vừa rồi có cái anh sinh viên người Mỹ bị giam ở Bắc Hàn được chết, trả lại về chết. Và cái đó là do một cái cuộc thương thảo giữa hai nước ở Oslo ở bên Na Uy. Thế rồi trong tháng vừa rồi là tháng 7 đó, Mỹ tổ chức một cuộc tập trận ở trong cái vùng Đông Âu như ở nước Rumani. Thì trong cái cuộc tập trận là quân Mỹ thao diễn ở cái vùng đó, mà chính phủ Mỹ mời đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, của Bộ Quốc phòng Trung Cộng, cử các ông tướng đến và quan sát. Và ngoài ra còn có một người là đại diện của Bắc Hàn cũng được đến tham dự một cuộc tập trận của Mỹ để mà quan sát. Thế thì họ rất nhiều cơ hội để có thể nói chuyện với nhau. Cái chuyện mà có thể xảy ra là bao giờ họ sẽ nói chuyện mình chưa thể đoán được, nhưng mà cái đó mình không thể gạt bỏ được. Thưa quý khán giả, người Mỹ có một cái thành ngữ là keep friends close and keep the enemy closer, tức là giữ một người bạn thì gần gũi mình, nhưng mà giữ kẻ thù thì giữ nó gần hơn, tức là chặt hơn một chút, không biết để làm gì. Thưa ông Ngô Nhân Dung, nó có một cái cuộc tranh luận mà cho tới phút này vẫn chưa ngã ngũ với các chế độ độc tài. Một bên thì bảo rằng cứ mở cửa các chế độ độc tài, giao du với nó thì dần dần dân họ sẽ tiến lên về mặt dân trí, kinh tế nó khá hơn thì họ sẽ tự quyết định cái số phận của họ bằng cách họ đòi dân chủ. Cái suy luận thứ hai, một cái quan niệm thứ hai đó, họ cho rằng cứ cấm vận cho tới khi mà nó sụp đổ thì thôi. Thì trong lịch sử gần đây đó, chúng ta thấy là Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã từng cấm vận Miến Điện đấy, thì chế độ quân phiệt Miến Điện, cấm vận Cuba, chế độ cộng sản Cuba, cấm vận Việt Nam cái thời chưa có mở cửa, ông Clinton mà chưa có hợp gọi là bình thường hóa quan hệ hai ngoại giao giữa đôi bên ấy.
Nhưng mà rốt cuộc từ đối với Hà Nội, đối với Miến Điện và đối với Cuba thì Mỹ và các nước vẫn chấp nhận phải con đường mở cửa. Như vậy với trường hợp của Bắc Hàn, một nghị quyết gay gắt đến như thế hôm thứ Bảy vừa qua thì liệu có làm khá hơn không, hay là nó vẫn cứ ì ạch rồi rốt cuộc cũng phải đối thoại thôi? Thưa, từ 2006 đến giờ đó, Liên Hợp Quốc đã có 8 cái nghị quyết cấm vận Bắc Hàn mà cứ thi hành ì ạch. Và trong thời gian đó, đó thì Bắc Hàn nó lại hung hăng hơn là một. Nó làm ra bom nguyên tử, nó thử nhiều lần hơn, và bây giờ nó có cái hỏa tiễn tối tân hơn. Thành ra là cái chuyện mà cấm vận có kết quả ra sao đó là cái chuyện khó thể lường trước được. Là bởi vì rằng cái kinh tế của Bắc Hàn là một cái nền kinh tế khép kín, nó giao thiệp với bên ngoài rất ít. Thành ra bây giờ mình bảo là ta cắt cửa ngõ không cho nó giao thiệp nữa đó, thì nó lại càng thu vào bên trong. Cái điều mà người ta có thể hy vọng đó là vấn đề kỹ thuật về hỏa tiễn và bom nguyên tử. Thì cái nước mà có khả năng cung cấp nhiều nhất cho Bắc Hàn từ trước đến giờ đó là Nga. Chứ không phải là Iran, không phải. Dạ không. Nga là cái nước đã cung cấp kỹ thuật cho Bắc Hàn và rất có thể là đã bán rất nhiều thứ cho Bắc Hàn nữa. Thành ra nếu mà Nga mà tìm cách mà ngăn chặn đó, thì có thể có ảnh hưởng đến cái việc sản xuất vũ khí, sản xuất tên lửa hay là bom nguyên tử của Bắc Hàn. Còn về phương diện kinh tế đó, thì chúng ta biết rằng Trung Cộng đã tham dự rất nhiều lần cấm vận Bắc Hàn, nhưng mà kết quả không đi đến đâu cả. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay với ông Nguyễn Dũng sau ít phút thông tin thương mại.